Xin chào anh em nhé. Video ngày hôm nay thì em lên cho anh em hai mẫu dòng sản phẩm phục vụ cho anh em đi săn ong, anh em thợ ong trên cả nước. Với hai mẫu dòng sản phẩm đến từ EK và Nikon. Hiện tại thì bên em shop em đang sẵn nhiều Nikon, và hiện tại thì Nikon thì bây giờ thì nó đang có một cái mức giá cực kỳ là tốt, sale cho anh em xả kho thanh lý. Như video trước em lên thì có một cái lô hàng em về thì không may cái bên giao hàng người ta ném mạnh, cái hộp nó bị móp một chút thôi đó, nên là sẽ để cho anh em một cái mức giá cực kỳ tốt trong video ngày hôm nay đó. Và nó chỉ bị cái hộp ngoài thôi anh em nhé, cái hộp ngoài thì nó chỉ bị móp một xíu thôi, còn chất lượng bên trong thì nó vẫn là hàng mới 100%. Đây em sẽ bóc hộp ra cho anh em luôn về hai mẫu giọt sản phẩm này để cho anh em xem qua đó. Và hai mẫu sản phẩm này thì em có là đều là hàng mới 100% phục vụ cho anh em luôn nhé. Là hai mẫu mới đó, phiên bản Nikon Potat P7 và phiên bản EK 326FT, sẵn hàng phục vụ cho anh em rất là nhiều này. Bóc hộp luôn cho anh em hai mẫu sản phẩm mới. Về phụ kiện của Nikon thì nhiều anh em thắc mắc thì nó không có khăn nao. Thì Nikon thì chính hãng của nó khi mà em nhập về thì nó đã không có khăn nao rồi anh em nhé. Nó chỉ có một cái quai đeo này, hộp, rồi là một số những cái tờ giấy mua bán như thế này thôi. Và hộp của Nikon đây, em sẽ quay cho anh em xem qua luôn. Cái hộp của Nikon thì nó sẽ có mã ở bên hông như thế này. Đó, một con phiên bản hàng mới chuẩn chỉnh cho anh em. Đó, em sẽ bóc ra, bóc hai chiếc và báo giá luôn cho anh em. Đối với chiếc Nikon thì hiện tại đang có một cái mức giá tốt nhá. Em sẽ bóc ra hai con và em sẽ báo luôn cho anh em về cái mức giá này. Đó, còn EK thì nó sẽ có một cái túi đựng đen và sẽ có thêm một cái quai đeo hông cho anh em. Và phụ kiện sẽ theo kèm đầy đủ cho anh em khăn nao, sổ bảo hành, rồi là sẽ có thêm cả quai đeo cổ cho anh em nữa. Rất là thuận tiện cho cái việc đó là anh em đi săn ong. Và sẽ có thêm một cái mã số mã vạch của ống nhòm ở dưới thân này. Đó, đầy đủ cho anh em luôn anh em nhé. Đầy đủ cho anh em mã số mã vạch này. Em bóc ra luôn cho anh em hai mẫu EK 326FT này. Đó, mở nắp đậy ra cho anh em xem luôn. Thì phải nói với anh em là khi mà anh em mua hàng ở bên em thì sẽ có hóa đơn bảo hành 2 năm của shop em. Do em là người chủ shop thì em sẽ đứng ra và em sẽ ký tên cũng như là viết tên cho anh em, ký giấy bảo hành cho anh em. Và shop em là shop Minh Vũ anh em nhé, ống nhòm Minh Vũ chính hãng, uy tín, sản phẩm chất lượng cho anh em đi săn ong, thợ ong này trên cả nước. Nói chung là Nikon P7 và EK 326FT thì ngày hôm nay em lên cùng một video cho anh em luôn, báo giá luôn. Đối với chiếc Nikon P7 thì hiện tại sale cho anh em mức giá. Cái hộp của nó bị móp một chút thôi anh em nhé. Cái hộp của nó bị móp một chút nên là em sẽ để cho anh em mức giá là 4.800.000. Còn một phiên bản EK, phiên bản này là phiên bản hàng mới thì sẽ để cho anh em mức giá là 4.200.000 anh em nhé. Cho một phiên bản hàng mới 100%. Chính hãng cho anh em luôn, để phục vụ cho anh em đi săn ong, cải thiện kinh tế một chiếc hàng mới này. Có rất là nhiều anh em hỏi là không biết là chọn Nikon hay là chọn EK trong tầm giá. Thì nếu như mà anh em nào mà mới chơi ống nhòm hay là đã sử dụng qua ống nhòm một vài lần rồi thì em nghĩ là anh em cũng có thể chơi Nikon, bởi vì Nikon nó nhẹ hơn EK, và ngoài ra thì cái trường nhìn nó rộng hơn chút so với phiên bản EK nhá. Đây, phiên bản Nikon Potat P7 10x42 trường nhìn nó lên tới 7 độ cơ. Cốp mắt thì cũng cực kỳ là to. Đấy, to và dễ sử dụng cho anh em. Và con Nikon P7 này thì cá nhân em đánh giá thì mắt yếu, anh em mắt yếu thì có thể là sử dụng tốt này. Ngoài ra thì cái chiếc này thì nó sẽ có khóa dioc cận loạn, phiên bản mới thì nó sẽ có anh em nhé. Tức là anh em đẩy cái vòng xoay ở bên mắt phải lên và sau đó là anh em xoay. Khi anh em xoay đã xoay chỉnh tới một cái nấc nào đó, anh em ấn xuống như thế này là nó sẽ khóa lại cho anh em luôn anh em nhé. Còn nếu như mà anh em không mắt không bị cận bị loạn thì anh em cứ giữ yên cho em. Đó, kính thì cực kỳ là trong, phiên bản Nikon trên thân sẽ có dòng chữ Potat P7 này, dòng chữ Nikon cho anh em. Anh em nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em nhé, phải nhận hàng và kiểm tra thoải mái đúng một con hàng mới em gửi cho anh em, đúng Nikon P7 hoặc là EK này. Đó, còn EK thì khi mà anh em nhận hàng anh em nhìn cho em bóc hộp ra, trước khi anh em test anh em vặn hết cho em cái cốp mát và mở cho em cái nắp cao su này. Cùng với đó là sẽ gập cái thân ống nhòm lại cho em và sẽ có phiên bản 10x42 anh em lấy nét ở trên này cho em nhé, phiên bản EK 326FT. Đối với phiên bản EK thì nó sẽ có mã số ở dưới thân ống nhòm. Phiên bản này là một phiên bản cao cấp, kính phủ hồng cho anh em, cực kỳ là sáng và sắc nét, thu được cực kỳ là nhiều ánh sáng cho anh em. Nhìn sẽ không bị lóa mắt đâu, sẽ có chống nước cho anh em. Và thân của chiếc này nó sẽ là thân ma dê, cực kỳ là nhỏ gọn và đầm tay. Mức giá là 4.200.000, bảo hành 2 năm anh em nhá. Anh em mua hàng ở bên em thì cứ yên tâm, sẽ có bảo hành đầy đủ 100% khi mà anh em mua hàng. Đó, phiên bản Nikon P7 là 4.800.000 và phiên bản EK 326 là 4.200.000. Mức giá này nó sẽ không kéo dài lâu đâu anh em nhé. Em sẽ kết thúc cái phiên giảm giá này. Thì anh em nào nhanh tay và cân đối được, muốn mua một chiếc ống nhòm đi săn ong để cải thiện kinh tế gia đình thì có thể liên hệ sớm cho em để em đặt hàng. Bên em còn rất là nhiều mẫu mã để cho anh em lựa chọn anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.